các vị trụ trì ở các chùa Khmer tại đồng bằng sông Cửu Long cho biết, lễ đắp núi cát đã có từ rất lâu đời, không nhớ rõ chính xác thời gian là bao lâu. Nhưng có điều bất di bất dịch, đó là nó không thể thiếu trong các hoạt động mừng năm mới. Theo phong tục, sau lễ dâng cơm cho các sư sãi, mọi người bắt đầu tiến hành đắp núi cát. Thông thường núi cát được đắp thành 8 ngọn núi nhỏ ở 8 hướng và một ngọn núi lớn ở chính giữa. Núi cát là tượng trưng cho vũ trụ và núi thứ 9 ở giữa là trung tâm của thế giới. Cũng có nơi đắp 4, 5 ngọn hoặc 7 ngọn tùy theo phong tục hoặc thói quen truyền đời của vùng Sóc. Tiếp theo phần đắp là phần trang trí và làm lễ quy y cho núi. Khi đến giờ thực hành nghi lễ thì mọi người kéo đến ngồi tụ xung quanh đống cát, thắp nhang, đọc kinh theo sự hướng dẫn của người chủ lễ. Ngày nay, nhiều nơi, người dân đã thay cát bằng lúa. Để sau khi lễ xong, các sư ở đây có thể sử dụng. Dù cát hay lúa cũng đều mang ý nghĩa là mong mọi điều tốt đẹp, ngày một giàu hơn, may mắn nhiều và cao như núi. Theo người dân, khi đắp mỗi hạt cát như là một sự sám hối, như dơi đi được một tội lỗi nào đó mà ta đã vô tình gây ra trong một năm qua khi bươn chải mưu sinh. Với ý nghĩa nhân văn như thế, cho nên trong dịp Tết cổ truyền, tất cả mọi người dù bận biểu đến đâu thì cũng phải tranh thủ dành thời gian để lên chùa, đặc biệt là tham gia đắp núi cát.